chào anh nãy giờ muốn gãy tay luôn. Chào Quách Thị Hồng Nhi nha. Chào mừng Nguyễn Xuân nha. Chào cả mọi người nha. Tuấn ơi, nhỏ phòng bên coi anh khá clip anh khá đi tù cũng chưa phát nào. Em đăng ký kênh sếp vẫn không được chào. Chào Nguyễn Duy Mạnh nhá. Chào Nguyễn Ngọc Quỳnh nhá. Thế còn group gia đình cá bảnh vẫn còn mà, vẫn còn group mà. Chào Hoàng Thị Hiền nhá. Chào Quân Sinh Trai nhá. Chào Nguyễn Đức Đại. Mẹ em bảo nữa còn cố xem livestream mà em tắt cũng chưa phát nào. Chào mừng người đã xem nhá. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ. Hôm nay đang hội làng mình mà mình ở nhà livestream mọi người mới không đi hội đây. Cảm ơn giúp chủ tịch nhá. Chào Tăng Nhật Minh nhá. Tí cho Phương Linh làm tuyển diễn viên luôn. Chào Hiếu Đôn Chế nhá. Em chào chị Bá Hạnh nhá. Chị Hạnh ơi, chị Hạnh ở đâu ơi? Em chào anh Tấn Biện nhá. Tấn Biện ở đâu ơi? Tấn Biện ơi. Tấn Biện ơi, sim của em. Tất cả mọi người nhá. Biện về ngay, anh mới từ dương ở đấy. Chào tất cả mọi người nhá. Đăng ký kênh YouTube mà không được chào. Chào Hoàng Nguyễn nhá. Hai chủ tịch giờ vờ livestream quảng cáo. Tấn Biện ngay đây, Tấn Biện ơi. Đi hội mấy thằng cho bảo các ảnh hết thời rồi. Hết thời sao được. Em chào anh Đông Cổ Mễ nhá. Chào tất cả mọi người đang xem nhá. Em đăng ký kênh YouTube mà không được trở lại. Chào Trương Trung Sang nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Mình nhường chỗ cho chị Hương Dương. Hương Dương và anh Khá Bảnh.
người ta động vào anh Bảy thì anh Bảy đập cho không trượt phát nào luôn em ạ. Chào con chị Nhung. Ê, chị Dương Vại lên 10k, chị rất lỗi nha. Chào tất cả mọi người nha. Chào anh Phú ra nha, tình hình nào anh ơi? Chị nhớ tin nhắn quá chứ không trả lời kịp em ạ. Chị Dương Bề đang bán hàng online nha. Mọi người nhớ vào Facebook Hưng Dương để bán hàng, mua hàng, ủng hộ chị Dương mọi người nha. Ủng hộ anh Bảnh qua thời gian này. Anh Bảnh yêu quý tất cả mọi người. Chào mọi người, chào bạn. Đã biết bạn Tuấn còn nhớ bạn Ngọc không? Chào Mai Ngọc nhá. Mai Ngọc Hồ Cao Hòa đúng không? Biết thế hồi xưa em yêu anh phải không? Chào tất cả mọi người nhá. Ok, Phú già. Tối mình nói chuyện sau. Em comment muốn cái tay mà anh vẫn không chúc em thi tốt. Chúc Lan Chi thì tốt nhá. Chị ngủ không đủ giấc phải không? Hai con mắt như gấu trúc kìa, ăn uống đều và chị. Ừ, chị Dương đang qua thời kỳ. Chị chỉ mấy hôm thôi, mấy hôm nay ngủ ít. Chào tất cả mọi người nhá. Hôm đấy em tính gọi điện hỏi thăm ăn đủ nhưng sợ chị phiền nên em không dám gọi. Cảm ơn Hoàng Thị Hiền nhá. Mọi người đăng ký kênh YouTube Phạm Tuấn vậy ạ. Ghi một comment với cả trên cáp mọi người ạ. Được 15.000 người đăng ký rồi. Xem từ đầu tới giờ không chịu phát nào. Chào Trần Xuân Tuấn nhá. Chào tất cả mọi người nhá. Mấy chú công an bảo anh trong trại fan anh Bảnh quá. Chắc có anh Bảnh vào ngố quạt, không có gì đâu. Ừ, chắc thế em ạ. Mọi người đăng ký kênh YouTube mới của bạn Tuấn. Vượt luôn kênh cũ cho anh Bảnh đi nào, hay quá. Chị ơi, chị gầy thế, chị ăn nhiều vào nha. Cảm ơn Nguyễn Thị Thảo My nha. Em comment như nổ máy. Chào Bạch Quang Tiệp nha. Kênh YouTube mới là Phạm Tuấn nha. Chào Quỳnh Dương nha. Tuấn cho anh số điện thoại anh alo. Hôm trước nói chuyện anh Bảnh xong thì xảy ra chuyện. Anh Tuấn ơi, anh Bảnh đi tù, em cắt tóc Phú Lê, bố em nó không chịu phát nào. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Vẫn 10.000 người đã xem. Em vừa đăng ký kênh YouTube xong nhưng nói không chào. Cảm ơn tất cả mọi người nhá. Em comment bỏ tay hết mà chào đi chào đi. Chào Trần Bình Minh nhá. YouTube của Phạm Tuấn là ghi mở dưới bình luận kìa mọi người ơi. Mọi người đăng ký kênh YouTube mới của mình đi ạ. YouTube anh đang đăng video cũ, anh đăng video mới mà. Chào Nguyễn Hồng Đức nha. Cắt tóc hay nào rồi bạn ơi? Thế anh Bảnh đi tù lâu không? Trong một thời gian mọi người ạ. Này YouTube là kênh phát nhiều thế. Chỉ có mỗi một kênh này thôi mọi người ạ. À. Chào mừng người xem nhá.